Tôi xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn, rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 10 giờ 20 sáng ngày thứ hai, ngày 6 tháng 6 năm 2022. Từ sáng tới giờ, từ 6 giờ 30 sáng tới 9 giờ sáng hôm nay, thủ đô Hà Nội mưa rất to quý vị và các bạn. Sau những ngày oi bức thì hôm nay thời tiết rất đẹp. Bây giờ nhiệt độ rơi vào khoảng 23 độ C. Chúng tôi đang ở trên tuyến phố Châu Long. Chúc mừng quý vị và các bạn là chợ Châu Long. Những hình ảnh kinh doanh buôn bán nhộn nhịp. Trên bầu trời thì vẫn còn âm u quý vị và các bạn. Sáng nay Việt mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng Việt đi qua chợ Châu Long cũng như là phố chợ Vẻ Nhai và ra chợ Đồng Xuân. Quý vị và các bạn có tới chợ Châu Long thì qua cửa hàng chị, ủng hộ chị những cánh trái cây rất là ngon. Chị đã khách nhá. Và các cửa hàng bán bún chả cũng đang quạt chả để chuẩn bị phục vụ quý vị và các bạn khi tới với thủ đô Hà Nội thưởng thức những món đặc sản. Những hình ảnh ở chợ Châu Long quý vị và các bạn. Doanh buôn bán thì thấy cũng nhộn nhịp. Quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh của Việt, cho Việt một like như subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất về thủ đô Hà Nội. Quý cô chú anh chị và các bạn nhấn vào chuông và quý vị chọn bấm rung chuông. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và trước màn hình quý vị và các bạn là ngã tư phố Châu Long và Nguyễn Trường Tộ. Việt đang ở trên tuyến phố Nguyễn Trường Tộ quý vị và các bạn. Các cửa hàng kinh doanh. Sau cơn mưa thì Việt thấy ở trên tuyến phố cũng chậm. Đác đác một số cửa hàng có cách. Việt đang ở ngã tư Nguyễn Trường Tộ và cửa Bắc quý vị và các bạn. Thuê cũng như các khách sạn Việt thấy lác đác đều mở cửa rồi. Các cửa hàng bán hàng ăn thì Việt thấy cũng nhộn nhịp khách. Đoạn này Việt thấy các khách sạn cũng đều đã mở cửa quý vị và các bạn. Đều có khách. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã tư phố Yên Ninh, Nguyễn Trường Tộ. Bệnh viện Hồng Ngọc buổi sáng. Sáng nay trời mưa lên là cũng vắng khách. Bình thường những ngày thời tiết đẹp rất nhộn nhịp
quý vị và các bạn. Các cửa hàng nằm đâu thấy nhộn nhịp cách. Tôi đang ở ngã tư Nguyễn Trường Tộ và Hàng Bún, quý vị và các bạn. Trên tuyến phố Hàng Bún. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã ba phố Phan Huy Ích và Nguyễn Trường Tộ. Hình ảnh ở trên tuyến phố Phan Huy Ích. Đang ở ngã năm về nhà anh Nguyễn Trường Tộ và Hàng Than, quý vị và các bạn. Do trời mưa nên mình thấy hình ảnh bình yên hơn. Anh ở góc ngã năm là một anh đang đứng xiên thịt, còn những chiếc bánh mì của các bạn. Tôi mời quý vị và các bạn cùng Việt đi trên phố chợ về nhà. Các cửa hàng bán hoa cũng như là bán quả thì thấy cũng nhộn nhịp khách. Và trước màn hình quý vị và các bạn là những hình ảnh bệnh viện đa khoa Hòe Nhai, nhộn nhịp khách quý vị và các bạn. Gánh hậu xiêm. Thank you.
bao tiền cân chị gái? Em cảm ơn. Vải là 40.000 một cân các bạn. Ngon đấy, ngon cực kỳ luôn. Các cửa hàng bán thất thủ sẽ thấy cũng có nhiều nhịp khách. Ngoài ra mình thấy còn có cụ già đang bán khoai. Khoai này khoai gì các bạn nhỉ? Khoai môn à? Khoai nắc. Vâng. Nấu canh mua về, nấu canh. Vâng. Bà bán khoai môn. Vâng ạ. Chúc bà đắt khách vào nha. Vâng. Mình đang ở ngã tư. Vâng. Mình đang ở ngã tư Hoài Nhai, Quán Thánh quý vị và các bạn. Các cửa hàng bán cà phê ở đây thấy cũng nhộn nhịp. Và trước màn hình quý vị và các bạn là ngã ba Hoài Nhai và Phan Đình Phùng. Đường phố nhộn nhịp. Mưa cũng như nắng, ngày cũng như đêm, quý vị và các bạn rất nhộn nhịp. Và trước màn hình quý vị và các bạn là ngã ba Lý Nam Đế. Và Phan Đình Phùng. Thời tiết 6 cơn mưa. Rất là đẹp quý vị và các bạn. Trời mát. Bán cà phê để thấy cũng nhộn nhịp khách. Các du khách người nước ngoài. Mình đang ở ngã tư Hàng Con và Phan Đình Phùng. Chúc mừng quý vị và các bạn là nhà máy nước Bốn Tròn Hàng Động. Các cửa hàng ở trên tuyến phố Hàng Con gần đây đã mở cửa. Các cửa hàng trang trí rất đẹp quý vị và các bạn. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã tư Phùng Hưng, Hàng Con và Hàng Được quý vị. Mời quý vị và các bạn sẽ sang tuyến phố Hàng Lược, xong ra tới chợ Đồng Xuân, Việt sẽ dừng clip. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán hoa tươi, trang trí, thiết kế những bó hoa rất đẹp. Đang ở ngã tư Hàng Khoai và Hàng Lược quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn rẽ sang tuyến phố Hàng Khoai. Trên tuyến phố Hàng Khoai, các cửa hàng kinh doanh buôn bán các mặt hàng như ấm, chén, thủy tinh. Mình thấy cũng
chưa có khách mấy quý vị và các bạn. Rồi, bà Việt đã ra tới trước cửa chợ Đồng Xuân rồi. Những hình ảnh ra cửa chợ Đồng Xuân thì phải thấy nhộn nhịp hơn. Cảm ơn quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn đã cùng Việt đi một vòng qua phố chợ Châu Long và Hòe Nhai cũng như ra tới chợ Đồng Xuân. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn tràn đầy niềm vui và dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của Việt.